chương 994, bây giờ hắn chết rồi. Tổ hợp các tuyển thủ được bình luận viên trên TV cho là có phong cách hổ báo nhất vinh quang lại không hề tụ tập một chỗ để hành sự, mà nhân vật ba người chia thành ba con đường khác nhau. Bên nhà đài lập tức phóng màn hình chiếu cả một bản đồ. Nhân vật mỗi tuyển thủ đều đã đánh dấu bằng một cái màu riêng, hướng đi tất cả nhân vật lúc này nhìn một cái là nắm được. Vâng, bây giờ chúng ta có thể thấy rõ ràng cách di chuyển nhân vật hai đội. Tuyển thủ chiến đội Chu Tiền tập trung 5 người duy trì một thể thống nhất mà tiến tới phía trước, nhưng Hưng Hân thì hoàn toàn tản ra. Chỉ hai nhân vật một tấc cho vào tay nhỏ lạnh giá, nằm trong phạm vi có thể phối hợp. Ba nhân vật còn lại tách xa nhau. Nhưng nhìn từ hướng di chuyển, tôi cảm thấy ý đồ của bọn họ đã thể hiện quá rõ. Có thể mọi người không tin ba người này có vẻ như đang định bao vây chiến đội Chu Tiền. Bình luận viên của TV có cái giọng điệu cực kỳ nghi ngờ, và diễn biến xảy ra sau đó là cho hắn câu trả lời tốt nhất. Chiến đội Chu Tiền tiến thẳng về phía trước, đầu tiên gặp được là Tái Thụy Nhất Hạ của Tôn Chất Bình. Trọng kiếm trên tay cứ thế mà lao thẳng chính diện bọn họ. Rõ ràng hắn chỉ có một mình, nhưng khí thế chả kém thiên quân vạn mã. Trận hình chiến đội Chu Tiền không tản ra, bốn kiếm sĩ xoay quanh mục sư của Lục Thế Lâm, giữ vững tư thế chuẩn bị đón đầu. Mỗi tội khi bọn họ điều khiển nhân vật tiến tới, ai cũng nhịn không được mà quay góc phải trái nhìn. Quan sát xung quanh một phen, Tôn Chất Bình cứ một thân một mình mà lao về phía họ. Không có người khác nằm yểm hộ phối hợp thật chứ. Đừng để hắn tiếp cận quá dễ dàng, Lục Thế Lâm ra chỉ thị. Mà kiếm sĩ trong bốn kiếm sĩ liền đạp bước ra một bước, sóng kiếm phá đất quét ra. Tái Thụy Nhất Hạ của Tôn Chất Bình né qua một bên tránh khỏi, sau đó tiếp tục lao tới. Quần kiếm sĩ trong trận hình của Chu Tiên lúc này mạnh mẽ nhảy ra, cũng đã cầm trọng kiếm trong tay y hệt, khí thế hùng hổ muốn nghênh tiếp Tái Thụy Nhất Hạ. Nhưng việc hắn tiến chẳng qua là che giấu sát chiêu thực sự, đó là quỷ kiếm sĩ núp bên cạnh hắn cơ. Hiện tại quỷ kiếm sĩ này nén nút gọi trận quỷ, lưỡi đào hất lên một cái, lao ngờ thấy trọng kiếm trong tay Tái Thụy Nhất Hạ thình lình bổ xuống đầu hắn. Keng, quỷ kiếm sĩ vội vàng giơ kiếm lên đỡ, phải lùi về sau mấy bước mới là miễn cưỡng đỡ được nhát kiếm. Ngay sau đó là cuồng kiếm sĩ và kiếm khách trong đội Chu Tiền lập thành tư thế giáp công Tái Thụy Nhất Hạ, mà song kiếm phá đất do mà kiếm sĩ triệu hồi cũng sắp sửa đổ xuống đầu hắn. Bọn họ thực sự kinh ngạc, không tin nổi Tôn Chất Bình cứ thế mà phóng thẳng vào giữa đội hình bên mình. Hắn chả khác gì khinh thường bọn họ. Dù là chiến đội Chu Tiền thành tích bết bát, năm xưa vẫn mang thân phận chiến đội chuyên nghiệp, họ không cảm thấy trình độ của mình có thể bị coi rẻ tới vậy. Bọn họ quyết tâm phải cho Tôn Chất Bình biết mặt, ai ngờ lúc này là Hà Niên Nhu của Đường Nhu cuối cùng sách màu đánh tới, từ bên hông đâm một chiều hảo lòng phá quân. Lục Thế Lâm lở lụ cười, nên gọi đây là gì, thêm phần kịch tính. Hai người này cứ xông bừa vào trận hình bọn họ, không hề phối hợp nhau. Đó là trình chiến thuật của chiến đội Hưng Ngân, đó là một trong bốn bậc thầy chiến thuật mọi người đồn đại sao? Lục Thế Lâm vừa thầm nghĩ xong, xoay người đã thấy khuôn mặt tiếu lộ diện từ phía khác. Hóa ra hắn là vòng phía sau, bọn họ bây giờ là còn đang lạch bạch tới đây. Thực lòng là Lục Thế Lâm sắp vụt đến nơi cười. Mấy người này muốn nhiều đợt tấn công cường lực liên tục làm rối loạn trận tuyến bọn tôi chứ gì. Vấn đề này lắm, giữ tiết tấu quá kém, đấu pháp kiểu này phải gọi là thi nhau đưa đầu ăn đạn. Hốt cuồng kiếm sĩ trước, Lục Thế Lâm ra lệnh không yêu cầu bốn kiếm sĩ tản ra đối phó hai người đến sau. Người đó Hà Niên Nhu là không thèm trợ giúp Tái Thụy Nhất Hạ, xông thẳng tới mục sư của Lục Thế Lâm, cũng không nằm ngoài dự tính. Lục Thế Lâm tiếp tục cười, lùi về sau mấy bước vào phạm vi quỷ trận sóng kiếm của quỷ kiếm sĩ mà ma kiếm sĩ nhà mình. Hai trận này vốn là tấn công dành cho Tái Thụy Nhất Hạ, song cũng là sự bảo hộ cực tốt cho Lục Thế Lâm. Quả Hà Niên Nhu không dám tiếp tục truy đuổi, chỉ bất đắc dĩ mà quay qua cứu viện Tái Thụy Nhất Hạ. Đừng nói Lục Thế Lâm, ngay cả bình luận viên TV cũng cảm thấy cách bố trí chiến thuật của Hưng Hân quá gay gò. Đợt công kích này của Hưng Hân xử lý rất không ổn. Đầu tiên là Tôn Chất Bình lao thẳng vào chính diện hơi có lỗ mãng, hình như anh ấy quá khinh thường tuyển thủ chiến đội Chu Tiền rồi. Anh ấy bị bao vây dẫn tới đợt công kích thứ hai Đường Nhu cũng rơi vào bị động, khiến thế công bọn họ hoàn toàn mất mục đích. Tôi tin rằng chiến đội Hưng Hân chiến thuật không thể nào là ném Tái Thụy Nhất Hạ vào vòng vây đối thủ sau đó cứu anh ta ra được. Bây giờ quân Mạc Tiếu Diệp Tu cũng tới, anh ấy có xoay chuyển được cục diện này được hay không? Ồ, anh ấy dừng lại hình như không có để ý, xông lên. Trong cái tình thế không ổn này, hành động này đương nhiên, nhưng mà không thể cứ như thế từ bỏ nhỉ. Không lẽ là họ muốn thí Tái Thụy Nhất Hạ? Có vẻ là đúng. Hà Niên Nhu đang định lùi lại. Ở hàng ghế tuyển thủ Chu Tiên, ông chủ Tiêu Kiệt vô cùng sung sướng theo dõi diễn biến trận đấu. Tiếc rằng không thể quay qua đâm trọt Diệp Thủ mấy câu, vì tên kia bây giờ là lúng túng thu dọn tàn cuộc do chiến thuật của mình gây ra. Ê, tôi nói này, đây là chiến thuật mấy người à? Tiêu Kiệt hướng Trần Quả ngồi bên Hưng Ngân mà lên tiếng. Ai ngờ lúc gã quay đầu nói câu đó, khán giả trong nhà thi đấu bóng ồ ạt kinh ngạc. Tiêu Kiệt quay đầu về chỉ thấy quân Mạc Tiếu tới rất gần, lại dừng bước đột nhiên xé doạt vũ khí đang cầm, hai tay duỗi ra không trung. Mục sư Lục Thế Lâm bỗng lập tức bị tóm về phía hắn.
đường chạy của Hà Liên Nhu lúc nãy không còn nhìn như rút đuôi mà trở thành truy sát Lục Thế Lâm. Cái lề gì tốn? Tiểu Kiệt bật dậy, câu hỏi đó là cùng lúc chui vào tai hàng ngàn người theo dõi trận đấu. Đương nhiên không phải họ nghe thấy cái tiếng kêu thất thanh Tiểu Kiệt, mà là bình luận viên TV vừa rồi còn đang nhận xét đợt tiến công Hưng Ngân hỏng tới cỡ nào. Đột nhiên hắn ngừng lời thốt lên một cái câu kinh hãi. Tình huống xảy ra quá bất ngờ, khán giả rất nhiều góc nhìn trong nhà thi đấu là thấy rõ, nhưng mà trực tiếp trên TV do camera tự động cắt cảnh hầu hết mọi người chỉ được quan sát từ một góc nhất định, mà cảnh vừa rồi xảy ra không có xuất hiện trong góc quay trên TV. Vì đạo diễn làm sao mà tính trước đặc là có chuyện xảy ra đột ngột ở góc đó. Khi hắn phát hiện ra vội vàng cắt cảnh đến phía kia thì đã thấy mục sư của Lục Thế Lâm bay được lửa đường, sau đó rơi vào vòng tay yêu thương của Quân Mạc Tiếu. Chóc Vân Thủ, vừa rồi là Chóc Vân Thủ đó sao? Quân Mạc Tiếu sao có thể ra chiêu Chóc Vân Thủ? Chúng ta đều biết tán nhân chưa đổi nghề, có thể học toàn bộ kỹ năng tất cả các nghề, nhưng không bao gồm kỹ năng trên cấp 20. Tất cả kỹ năng trên cấp 20 đều có thể mở ra sau khi nhân vật đổi nghề, trừ phi là kỹ năng trang bị. Bình luận viên bỗng nạ bừng nắng hạ như được mặt trời chân lý chói qua tim. Nếu đây là kỹ năng trang bị thì diễn nhân này dùng được. Trời ạ, trong tay Quân Mạc Tiếu rốt cuộc là món vũ khí gì thế? Trước đây chúng ta đã biết nó là biến thân thành vũ khí của nhiều hệ nghề để phát huy kỹ năng Quân Mạc Tiếu. Giờ xem ra vũ khí này còn được tạo ra chiêu thức tăng số lượng kỹ năng Quân Mạc Tiếu có thể sử dụng, chứ không chỉ gói gọn trong skill cấp thấp 20 cấp trở xuống. Tuy rằng nếu mà làm vậy thì cấp độ các skill không cao, nhưng có thêm skill có nghĩa là thêm cách thay đổi hoặc đấu pháp khác. Cũng như chiêu Chóc Vân Thủ chúng ta thấy nãy giờ, nó không có tốc độ và khoảng cách Chóc Vân Thủ mắc cấp, nhưng mà khoảng cách nó phát huy tác dụng vừa rồi e rằng quá đủ để quyết định trận đấu. Mục sư chiến đội Chu Tiên vì thế mà bị Quân Mạc Tiếu hút ra giữa trận hình. Ok, mục sư bị hút đi là chuyện đã xảy ra, bây giờ cậu ta sắp chết rồi. Bình luận viên là khán ca giọng giống lên nửa ngày mà chỉ lo phân tích cái chiêu Chóc Vân Thủ lúc nãy, ngay cả diễn biến trận đấu cũng không kịp nói. Nhìn lại thì thấy mục sư chế độ Chu Tiên vừa được ấm quà bị đè xuống hội đồng khí thế. Hành động trước đó của Hàn Ninh Nhu rõ ràng đâu phải là đánh thối lui, mà là chạy tới tịt người đó chứ. Bốn kiếm sĩ chiến đội Chu Tiên xoắn hết cả đít, không thèm lý tái Thụy Nhất Hạ, còn chưa có giải quyết, một đội một kiểu này không hề có lời, hơn nữa mất mẹ nó trị liệu thì đánh cái gì nữa. Bốn người quấn quýt chạy qua cứu, nào ngờ bên hông có thêm hai người xông tới, một bên là một tấc trò, người đến thì quỷ trận tới. Nháy mắt liên tiếp ập xuống thành một cái vùng, chính là đấu pháp quỷ trận liên hoàn khi nãy solo với phần lôi đài. Không nói chính xác là muốn dữ dội hơn, tới thấp hơn so với hồi đấu lôi đài, bởi vì việc cậu ta làm lúc này là cản đường tranh thủ thời gian, không cần suy tính quá nhiều sao cả, kéo dài tiếp quỷ trận. Cậu chỉ cần cản được một lúc để bên kia kịp giải quyết mục sư. Tay nhỏ lạnh giá bên cạnh một tấc trò cũng xông ra, nhưng không phải trị liệu mà để hỗ trợ tấn công. Một luồng ánh sáng thánh giới bao phủ xuống mục sư Lục Thế Lâm, gây ra đi búp tăng cường 30% sát thương, rõ ràng chỉ e hắn chết không đủ nhanh. Một bên đang đổ máu, một bên khác thì đổ máu rồi. Hỏi, một cuồng kiếm sĩ bán máu đối đãi thế nào với người bán máu cho hắn? Cái kênh trùng bỗng nhiên nhảy sống cái câu từ tái Thụy Nhất Hạ. Bốn người đang bị quỷ trận của một tấc cho cản đường đến phát phiền, nhìn thấy lời này vội chuyển góc nhìn đã thấy tái Thụy Nhất Hạ bật cuồng bạo, chém nước xoáy trực tiếp bổ tới. Bốn em luống cuống tay chân quờ ra lội đỡ, quả nhiên là một cuồng kiếm sĩ đã bán đổ máu, bật cuồng bạo lên một phát liền có thể cho cả đám tàn tác chi muông cuốn theo chiều gió. Nhưng mà bây giờ bốn em sao còn màng đến bản thân, mục sư, sự sống còn lại của mục sư mới là mấu chốt để đội mình tiếp tục chiến đấu. Kết quả ngay vào lúc này họ thấy thêm một cái câu kình trùng của Quân Mạc Tiếu. Mục sư mấy cô nói trận này là giải quyết giữa hai mục sư với nhau, bây giờ cậu ta chết rồi, vậy mấy cô tính sao, chơi tiếp hay nghỉ? Chương 995, đời không như thơ. Khán giả nín lặng, so với các tuyển thủ trên sân, chính họ mới là người được tận mắt chứng kiến cảnh mục sư Chu Tiên bị đối thủ kéo đi đập chết thế nào. Dùng Chóc Vân Thủ bắt chi điệu, thành thật mà nói đây chẳng phải là chiến thuật mới mẻ cho Cam, nhưng cả trong game khi mà người chơi đoàn đội với nhau cũng rất thích dùng cho này. Điều kiện đương nhiên là trong đội phải có khí công sư. Đúng vậy, khí công sư là điều kiện tiên quyết toàn bộ chiến thuật, nhưng Ngưng Hân không có nghề này, nên Chu Tiên chẳng đề phòng gì cái loại đấu pháp dùng đến mòn chỗ đấy. Để rồi cuối cùng ngay giữa trận đấu Chóc Vân Thủ xuất hiện, mục sư Chu Tiên bị kéo đi và không có cách nào chống đỡ. Cứ thế mà ăn đêm của Quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu. Mục sư Hưng Hân bên cạnh còn biết đường là đổ dầu qua lửa, hết ánh sáng thánh giới lại là ngọn lửa thân thánh. Lục Thế Lâm gần như là không chống cự được gì, cứ như là thú nhồi bông để người ta tùy tiện quăng quật, thậm chí đến chết rồi còn bị lực công kích tiễn bay đi một đoạn. Câu kia của Diệp Tù xuất hiện trên kênh công cộng
thi thể mục sư Chu Tiên cũng vừa vặn phi qua quỷ trận của một tấc cho rồi rớt trên xuống mặt bốn đồng đội nhà mình. Trị liệu chết đây là kết quả tệ không thể tệ hơn trong thi đấu đoàn đội. Tất nhiên là trừ trường hợp mấy đứa là chơi liều bỏ luôn trị liệu ở nhà. Chiến đội Chu Tiên đương nhiên không phải dạng ăn liều kia. Chưa kể trị liệu còn là át chủ bài của họ. Trị liệu chết, át chủ bài chết. Quả như Diệp Tiêu nói, trận này cần tiếp tục sao? Trận đấu rất nhanh kết thúc, Hưng Hân ung dung thủ thắng lợi. Bây giờ nhìn lại cái phần lôi đài, khán giả mới kinh ngạc nhận ra cả một trận đấu này từ đầu đến cuối từng có cái gọi là máu me kịch liệt như mọi người trông chờ trước đó. Hưng Hân thắng hết sức nhẹ nhàng và thoải mái. Nhưng mà tuyển thủ nhà Chu Tiên đâu có nghĩ thế. Vừa thoát trận, tuyển thủ mục sư Lục Thế Lâm đã lao khỏi trận đấu như lên cơn. Trận đấu này hắn chưa kịp sử dụng bất kỳ kỹ năng của mục sư, thậm chí khán giả còn chưa kịp nhớ tên nhân vật hắn, chỉ tại cái chiều chóc vân thủ chết tiệt. Đúng vậy, một cái đấu pháp hết sức tầm thường ngay cả người chơi phổ thông còn biết dùng lại có thể trở thành yếu tố quyết định một cái trận quan trọng thế này, thậm chí trong đó không có ẩn giấu chiến thuật gì cao thâm phức tạp, chỉ đơn giản là Tôn Chất Bình và Hà Ninh Nhu chạy tới đánh lạc hướng để Diệp Tu có cơ hội chơi lén và chấm hết. Thực tế việc này có thể nói xảy ra là một lý do duy nhất. Chu Tiên không biết quân Mặc Thiếu có thể dùng chóc vân thủ. Nếu sớm biết điều này là đổi cách khác có thể bảo vệ mục sư, ngoài ra còn đặc biệt chăm sóc cẩn thận quân Mặc Thiếu như chăm sóc một khí công sư, đâu để hắn mò ra sau lưng thỏ tay nhấc lấy trị liệu về đút hành. Lục Thế Lâm không phục, không phục 100 lần, 1000 lần, 10000 lần. Trận này thắng thua không liên quan tới chiến thuật hay kỹ thuật bởi vì một cái tình tiết nhỏ xíu mà Chu Tiên không hề hay biết. Hưng Hân thắng như thế mà chả có gì vẻ vang, thắng bằng cách này phải nói là thấy xấu hổ mới phải đạo. Thế mà người đầu tiên bên Hưng Hân đi xuống đài lại là Ngụy Sâm vươn vai nói: "Nhanh thế tao mới được ngủ được tí." "Mấy người, mấy người." Nhìn từng thành viên bên Hưng Hân đứng đi xa, Lục Thế Lâm tức đến run cả người chỉ vào mặt họ nhưng không tốt lên lời. "Hắn nói cái gì đây? Chẳng lẽ trước khi đánh Hưng Hân nên báo trước với hắn à? Tí nữa là dùng chắc vân thủ để Chu Tiên biết đường mà phòng tránh." Lục Thế Lâm đương nhiên biết chuyện đó là không thể. Giờ đây tuy là ôm một bụng không phục nhưng hắn không kiếm được lý lẽ ra hồn mà nói. Lắp bắp mấy người một lúc, Hưng Hân đã rời khỏi sân đấu mới bật được ra một câu: "Tá nhân là cái nghề mẹ gì vậy? Sao có thể được xét cho thi đấu?" Cái câu này hiển nhiên là cãi cùn. Giải đấu chuyên nghiệp chưa từng có yêu cầu hạn chế gì đối với nghề nghiệp nhân vật. Dùng tá nhân thi đấu cũng lắm, trước đây là không có, làm gì có chuyện cấm người ta dùng. Hưng Hân chả buồn ý tới lời của Lục Thế Lâm, cả bọn cứ cười cười nói, nhét vào mồm hắn một cái quả bơ, rồi đi ăn mừng với tuyển thủ ngồi dưới sân. Lục Thế Lâm còn muốn xông lên tranh cãi, bỗng bị một người sau lưng kéo lại quay đầu nhìn xa, là đội trưởng Lâm Dịch. "Anh làm cái gì thế?" Lục Thế Lâm tức giận, đẩy cái tay kéo hắn ra, rõ ràng trong mắt hắn vị đội trưởng này chả là cái thá gì. "Thua là thua, phong độ chút đi." Lâm Dịch nói. "Phong độ, anh có phong độ quá, thua trận vô lý như thế anh chấp nhận nổi sao?" Lục Thế Lâm cất cao giọng. "Thì đó là vậy, chít lần sau chúng ta không mắc phải sai lầm này." Lâm Dịch nói. "Lần sau là khi nào?" "Sang năm chắc." Lục Thế Lâm trầm chọc. "Anh có thể cam chịu vất vưởng trong vòng khiêu chiến suốt 3 năm là vì anh chịu được thứ thất bại vô lý thế này, còn tôi thì không." "Tôi không hề thấy chúng ta thua vô lý, chúng ta thua vì chuyện không lường trước, mà xét đến là do chúng ta chuẩn bị không cẩn thận, đấu đoàn đội hay lôi đài cũng vậy." Lâm Dịch nói. Lục Thế Lâm nghe xong lập tức nhếch mép. Ra là anh đang muốn kiếm cớ cho sự thảm hại của mấy anh trong phần đấu lôi đài. "Thế nên là từ trước tới giờ đấu đoàn đội cũng thua mấy người vui lắm đúng không? Bởi vì như vậy mới lấp liếm được sự bất tài mấy người tôi nói không sai chứ." "Cậu bình tĩnh đi." Lâm Dịch cảm thấy thật bất đắc dĩ nhưng mà hắn ít nhiều là hiểu tâm trạng Lục Thế Lâm. Thất bại trong vòng khiêu chiến đúng là đả kích rất lớn, bởi vì đồng nghĩa với vi phạm thêm một năm dài dòng dõng. Sau đó là không giành được cúp quán quân còn đau đớn hơn nhiều. Không giành được quán quân cũng chưa phải tận thế, nhưng thua trong cái vòng khiêu chiến thì gần với tận thế lắm rồi. Chiến đội vô cực mùa giải này chẳng phải là vì thất bại mà giải tán sao? Chiến đội Chu Tiên hết năm này qua năm khác cũng không thoát khỏi vòng khiêu chiến. Các tuyển thủ vì thế mà ngày đêm lo sợ. Bọn họ chỉ sợ sáng sớm hôm tình mờ dậy sẽ nhận được thông báo tuyên bố giải tán chiến đội, rồi cứ thế từng người phải ra đi. Đó chính là tháng ngày của tầng lớp thấp nhất tuyển thủ chuyên nghiệp, giống như là giai cấp thấp nhất xã hội. Họ không thể nói đến lý tưởng, cũng chẳng thể nói đến mục tiêu, chỉ là cái chuyện nội tổn vong cũng là đủ sứt đầu mẻ chán. Chu Tiên cứ như vậy chật vật lết qua từng năm, chẳng có ai hiểu được các tuyển thủ Chu Tiên nỗi sợ hãi khi mà cuộc sống tầng lớp dưới đáy. Thế nên là Tiểu Kiệt đột nhiên xuất hiện, và họ là từng thực tâm vui mừng vì điều này, bởi vì nhờ gã mà bọn họ không còn lo sự sống của chiến đội trong một quãng dài. Nhưng mà rất nhanh phát hiện ra ông chủ mới không đơn giản như mình nghĩ. Gã hấp tấp muốn Chu Tiên phải trở về liên minh với mảnh đất chân chính nơi mà tuyển thủ chuyên nghiệp sinh tồn. Nói thực ra có ai không mong muốn, bọn họ là kiên trì từng năm không phải vì mục tiêu này sao?
Nhưng mà muốn thực hiện mục tiêu thì cũng phải nhìn vào thực tế, Chu Tiên lăn lộn suốt 3 năm không thoát khỏi vòng khiêu chiến, thực lực chật dốc tới mức khó lường. Quả thật Tiêu Kiệt mang đến cho chiến đội một cái tuyển thủ không tệ, lại còn vời được đội trưởng cũ của Chu Tiên là Trương Dạn hỗ trợ bắt tay khai thác, sử dụng kho vật liệu mà Chu Tiên tích trữ nhiều năm. Tiêu Kiệt còn đầu tư tài chính mua thêm một mớ trang bị đáp vào cho chiến đội, vì thế Chu Tiên trong nháy mắt mà sáng sủa hẳn. Nhưng dù vậy đi nữa, ngay cả mùa giải đặt mục tiêu trở về Liên Minh có vẻ hay sớm quá. Không đợi một cái tuyển thủ muốn được lên vũ đài như đám Lâm Dịch, thế nhưng chiến đội nhân vật trang bị khi được lên đời cũng cần thời gian thích ứng. Mục sư mới gia nhập trở thành át chủ bài, tức là chiến đội thay át chủ bài. Vậy thì đường lối chiến thuật toàn đội đều phải luyện tập toàn bộ lại. Chưa kể là vòng khiêu chiến này còn là sừng sững một ngọn núi cao chưa từng có trước nay nè, chiến đội ra thế. Tình cảnh Chu Tiên trong mùa giải này, nó là thù trong giặc ngoài cũng chẳng khoa trương. Thế nhưng ông chủ mới thì sao, tuyển thủ át chủ bài mới thì sao, hai người này nhất trí với nhau rằng đây là thách thức, đồng thời đó là cơ hội trời cho Chu Tiên mình đánh bại ra thế, là dùng thắng lợi đó để làm cái phát pháo mở đường để mình vinh mặt mà trở về Liên Minh. Bla bla bla, một hồi say sưa giật quán quân luôn. Tuyển thủ Chu Tiên hết hồn đỡ không kịp. Ở đây không phải mình còn đang giàu cho sự tồn tại chiến đội sao, sao chuyện đổi qua chuyện quán quân nhanh đến vậy. Không phải tuyển thủ Chu Tiên không kịp ôm chí lớn, thế nhưng mà suy nghĩ ông chủ với cái đồng chí đội, đồng đội mới khiến họ cảm thấy quá ư hoang đường. Với cương vị là đội trưởng, Lâm Dịch cũng đặc biệt tìm Tiêu Kiệt nói chuyện, nhưng toàn bộ lo lắng của hắn đều bị ông chủ gạt đi. Gã là chìm đắm trong việc thể hiện bản lĩnh của mình, lào là giấu trang bị ngon đừng dùng, chờ đến khi quyết chiến mới là xòe ra cho đối thủ trở tay không kịp. Sao thế kia lúc ấy là kinh hoàng, gã chỉ nghĩ thôi là cười không ngậm được mồm. Lâm Dịch khi đó cũng là khó xử, y như lúc đối mặt với Lục Thế Lâm, ông chủ mới là người đồng đội rất hợp gu với nhau. Bởi vì họ đều là người tự phụ, rất nhiều vấn đề khó khăn họ cứ ảo tưởng sức mạnh rằng bố ra cái tay được hết. Chu Tiên bước vào vòng kiêu chiến trong cái bối cảnh đó, Tiêu Kiệt còn liên tục nhắc nhở mọi người nhớ giấu nghề đến trận chung kết cho ra thế một cái bất ngờ. Nhà văn lớn Tiêu Kiệt xem cái chuyện lãnh đạo chiến đội giống với tiểu thuyết, cho rằng tất cả nằm trong lòng bàn tay mình mà điều khiển. Cả muốn nhân vật xuất hiện yếu đuối vùng dậy chói lòa, cả muốn nhân vật mình giả ngu hot một mẹ lớn. Chắc hẳn là mọi việc diễn ra như thế, các cứ nghĩ là sống đời sống giống thì như thơ. Và giờ đây khi mà hiện thực phơi bày ra hoàn toàn trái ngược kịch bản cả viết lên, thì Lục Thế Lâm, cái kẻ tín đồ trung thành nhất đắm chìm vào viễn cảnh tươi đẹp đó, cũng trở thành cái kẻ đầu tiên vỡ mộng. Chương 996, cố tình gây sự. Lâm Dịch khuyên bảo thế nào cũng là không thể khiến cho Lục Thế Lâm tỉnh táo, nhưng mà làm loạn lên thì được gì. Dù hắn có lăn lộn khóc lóc trên sàn thi đấu, kết quả cũng không đổi chỉ tổ, rước lấy việc bị bảo an lót lá tiễn về với má mà thôi. Lâm Dịch cảm thấy không thể tiếp tục cầu thần với Lục Thế Lâm, đành phải dắt tuyển thủ nhà mình đi về là hơn. Ai ngờ nhìn xuống đã thấy ông chủ Tiêu Kiệt cũng đằng đằng sát khí. Quay về cuốn gói hết cho tôi, Tiêu Kiệt chỉ thẳng vào tuyển thủ buông một cái câu quay lưng một mạch. Sắc mặt đám Lâm Dịch còn sót lại bi thảm. Ở Chu Tiên cố gắng lâu như vậy, họ cũng từng nghĩ đến chiến đội không thể tiếp tục tồn tại, rồi mỗi người cũng đi mỗi nẻo. Nhưng thực sự không ngờ ấy tệ đến mức hôm nay. Họ không phải là tuyển thủ quá xuất sắc, nếu chiến đội không còn có lẽ họ không thể tiếp tục sinh nhai trong giới chuyên nghiệp. Lâm Dịch thở dài, so với sự tổn vong của họ vừa rồi mới bị trận đấu lại quyết định, cái vẻ như tận thế đến nơi của Lục Thế Lâm kia thật chảo phúng. Tiêu Kiệt đi thẳng không thèm quay đầu, nhanh chóng biến mất khỏi nhà thi đấu. Đối với tuyển thủ Chu Tiên, đây là trận đấu cuối cùng trong đời tuyển thủ chuyên nghiệp, ai cũng đau lòng, nhưng lại chả có ai đến cầu xin trình bày với ông chủ cả. Một năm làm việc cùng nhau, tính ông chủ ra sao họ là quá hiểu. Bản chất tự phụ của gã khiến gã không bao giờ thay đổi quyết định, dù là có nhận ra mình sai. Lâm Dịch đứng đờ người một hồi, không đuổi theo Tiêu Kiệt, cũng không rời sân thi đấu đi về phía Hưng Hân. Bên Hưng Hân dĩ nhiên là vui như hội, đúng là cảnh Chu Tiên ai cũng ước ao. Nhưng thấy Lâm Dịch đi tới, cả nhà Hưng Hân cố gắng tém tém niềm vui, thông cảm với tâm trạng người thua. Các anh đánh tốt lắm. Lâm Dịch đưa tay về phía Diệp Tu. Cho dù thua mất cả sự nghiệp, Lâm Dịch không đánh mất phong độ tuyển thủ chuyên nghiệp nên có. Trước và sau trận đấu đội trưởng là chào hỏi lẫn nhau. Dù là bây giờ rất nhiều người chỉ làm việc này một cách hình thức, Lâm Dịch đã thảm bại nhớ rõ việc cần làm. Có thể thấy hắn rất có thành ý. Cảm ơn cậu, Diệp Tu bắt tay. Đừng bỏ cuộc, tiếp tục cố gắng.
Tôi cũng muốn lắm, Lâm Dịch cười khổ, chỉ sợ là không còn cơ hội. Mọi người sửng sốt, Trần Quả chỉ về lối ra đi của Tiêu Kiệt. Chẳng lẽ mấy lời đó không phải là nhất thời hắn tức giận nói thôi sao? Vừa rồi Tiêu Kiệt nổi cơn nổi đình, đương nhiên đám Diệp Tu đều thấy, có điều cùng lắm là một xong trận giữa bản dân tiền hạ, nói với tay một cái giải tán luôn một chiến đội, ai mà tin. Cho nên họ nghĩ Tiêu Kiệt giận quá nói bừa chứ không phải là thật. Nhưng theo thái độ Lâm Dịch thì chuyện này không phải đùa. Tóm lại là hy vọng sau này có cơ hội gặp lại mọi người, chúc mọi người đạt được thành tích thật tốt. Lâm Dịch nói xong, lời còn nói quay đường người định đi. Cậu đợi chút, Trần Quả đột nhiên gọi hắn. Lâm Dịch dừng bước nhìn cô. Ông chủ, các cậu thực sự không phải nói suông sao? Trần Quả vẫn chưa thể tiêu hóa nổi chuyện này, cô không tin nổi. Có người là làm việc một cách ngang ngược vô lý như vậy. Nè, không có suông đâu. Lâm Dịch chán nản. Vậy sau này các cậu dự định gì chưa? Trần Quả hỏi. Vẫn chưa có, với năng lực của tôi, nhiều khả năng không có chiến đội nào thu nhận. Lâm Dịch cười tự giễu. Trận đấu hôm nay chính là trận cuối cùng của bọn tôi. Trần Quả do dự, liếc nhìn Diệp Tu có vẻ tìm đối cách. Ý của chị chủ bọn tôi là nếu cậu chưa có kế hoạch gì, trước mắt có thể tới Hưng Hân. Diệp Tu bèn đỡ lời cho Trần Quả. Hả? Lâm Dịch mặt đầy kinh ngạc. Có điều chắc là tạm thời không thể làm thành viên chiến đội, nhưng sẽ có vị trí thích hợp cho các cậu làm việc liên quan tới vinh quang, Diệp Tu nói. Lâm Dịch vừa nghe là hiểu, đều là dân trong nghề sao không hiểu ý Diệp Tu chứ. Thật ra những việc thế này tuyển thủ giải nghệ nào cũng mong chờ, vì dù sao thì vinh quang vẫn là công việc họ rảnh nhất. Nhưng các tuyển thủ Chu Tiên bây giờ là chưa nghĩ đến chuyện giải nghệ. Nếu có thể, bọn họ mong mình tiếp tục theo đuổi con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp, đứng trên sân thi đấu. Tuy biết rằng thực lực bản thân có hạn, nhưng mới thế mà vội nhận lấy công việc không thể phấn đấu để thăng tiến, họ cảm thấy quá sớm. Nếu đổi lại lúc này, Lục Thế Lâm nhất định nhảy đồng lên. Các người nói vậy là ý gì? Ý nói tôi không đủ trình làm tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ là làm cái thằng chạy vặt thôi hả? Nhưng Lâm Dịch lại biết đây là hoàn toàn ý tốt của Hưng Hân. Có lẽ vì sở hữu những cái lão tướng như Diệp Tu, Ngụy Sâm và Tôn Chất Bình trong chiến đội, cho nên Hưng Hân mới có được lòng thông cảm và bao dung thực sự đối với tuyển thủ cùng đường mặt lộ. Cảm ơn mọi người, Lâm Dịch nói một tiếng cảm ơn trước rồi mới tiếp tục. Nhưng mà tôi nghĩ chắc phải chờ bàn lại chuyện này với mấy người anh em, xem sau đó mới quyết định. Không vấn đề, Trần Quả gật đầu. Cho tôi phương thức liên lạc đi. Hai người bèn trao đổi phương thức liên lạc. Lâm Dịch nói lời cảm ơn thêm lần nữa, quay người về với đồng đội. Trong đám tuyển thủ Chu Tiên có người quay đầu nhìn phía Hưng Hân, vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên, thấy được Lâm Dịch đang nói với họ về lời đề nghị của Hưng Hân. Vốn đang đứng hóa đá trên sân đấu trơ mắt nhìn, Lục Thế Lâm đột nhiên như qua cơn mê, nhảy xuống một sân chỉ về phía tuyển thủ Chu Tiên rời đi, một tay chỉ vào người bên Hưng Hân, lại gào thét: "Được lắm, tao hiểu hết rồi, tụi bay thông đồng với nhau bán độ cho nên là cố ý thả chuột, đổ cho má tao phải khiếu lại tụi bay, trọng tài đâu rồi?" Tuyển thủ hai đội chào hỏi, thằng này lại nhất quyết cho rằng mình làm cái trò bất chính, uống phi ti nhiều đến mức này ai mà đỡ nổi. Ngay cả kinh nghiệm đầy mình như Diệp Tu chưa từng gặp theo loại bá đạo thế này. "Móa thằng chó nào đấy, Bánh Bao, có chỗ cho chú phát huy tài năng kìa." Ngụy Sâm hiểu ra lập tức nã pháo. "Ok, Bánh Bao hùng hổ xảy ra. Sao, giết nó luôn nhé." "Ê, đừng. Diệp Tu vội cản ngăn. "Sao à? Tụi bay dám làm không dám nhận." Lục Thế Lâm như tìm được phép màu, lật tít. "Càng là ngang ngược. Đừng có cản tao, để cho tao ló một vé về nghỉ sùa." Ngụy Sâm nhịn hết nổi, tính tự mình ra tay. Đám Lâm Dịch đang quay lưng, phát hiện Lục Thế Lâm đang phát rồ. Đám Lâm Dịch mặc dù là ông chủ Tiêu Kiệt cho giải tán quốc hội, nhưng nói sao cũng là từng đồng đội với Lục Thế Lâm, thế hắn muốn gây sự thì hốt cả hình. Nhưng không những thế, thằng này còn ngang nhiên vu cáo mình bán độ, không nổi nóng mới là lạ. Các tuyển thủ Chu Tiên vội chạy tới lôi Lục Thế Lâm về. "Thả tao ra, đám tụi bay thật không biết nhục, tụi bay còn có đạo đức nghề nghiệp không?" Lục Thế Lâm giấy đành đạch chỉ vào mấy người Chu Tiên mà mắng. Sắc mặt đám tuyển thủ Chu Tiên xa xầm, nếu không có đạo đức thì bọn ông đã đánh chết mày nãy giờ rồi. Nhìn cái thằng cha Ngụy Sâm bên Hưng Hân kìa, người ta là đang muốn dễ dụa muốn chạy qua đây đập mặt mày đó. Khán giả trong nhà thi đấu xôn xao, nhưng vì khoảng cách xa quá họ chỉ thấy một mớ hỗn loạn chẳng nghe ngóng được gì. Nhìn như hai chiến đội Chu Tiên và Hưng Hân xảy ra tranh chấp. Rốt cuộc Diệp Tu vẫn là người có kinh nghiệm xử lý tình huống, thế Lục Thế Lâm là lỗi om sòm, hắn không đánh cũng không định nói lý, chỉ một bên nó cản Ngụy Sâm, một bên nhìn trái ngó phải. "Bảo An, bớ Bảo An, ở đây có đứa chơi thua về ăn vạ này." Nghe thấy tiếng hô của hắn, có người lập tức bật cười. Lục Thế Lâm bỗng dưng không còn ập có cái vẻ đáng ghét trước đó, mà chỉ như đứa con ít giật đồ chơi, không lại người ta hết phá vách. Bảo An sớm phát hiện ra bên này có chuyện chạy vội qua. Diệp Tu gọi qua chưa được nửa phút họ có mặt. Ai ngờ đến khi Diệp Tu còn chưa kịp nói câu nào, Lục Thế Lâm đã như là chết đuối vớ được cọc, líu chặt tay anh Bảo An: "Tôi muốn khiếu lại hại đám người không đồng ý." Hai đám người này thông đồng nhau giản xếp kết quả. Ai thấy nghe là ôm mặt ôm chán bất lực. Đương nhiên nên mình là có hội đồng kỷ luật chuyên giám sát những chuyện thế này.
muốn khiếu nại cũng có trình tự lề lối, nhưng kiểu gì cũng không đến mức giao trách nhiệm cho bảo an nhà thi đấu nhận khiếu nại. Hai bộ phận này đâu có liên quan đến nhau. May mà bảo an rất pro trong mấy vụ này, bị Lục Thế Lâm líu kéo cũng không đẩy ra, ngược lại dịu giọng khuyên bảo được, cứ bình tĩnh, có gì từ từ nói. Chuyện nào thế này? Lục Thế Lâm quả nhiên bắt đầu kể như chưa bao giờ được kể. Thế là người hai nhà Hưng Hân và Chu Tiên cùng nhau đưa mắt nhìn theo cái đứa con nít khóc lóc ăn vạ bị bảo an lửa dẫn đi. Coi như hôm nay số lo lớn. Ngụy Sâm nói như đúng rồi. Diệp Tu đâu có buồn kè đến Ngụy Sâm chém gió thế nào. Đám Lâm Dịch muốn đặt chào tạm biệt Hưng Hân, giờ phải chào thêm lần nữa, mà lần này bên Hưng Hân cũng về luôn. Trần Quả tính tỉnh phóng khoáng, chạy trước khán đài chỗ đám Điển Thất, ngồi coi phim hết ngớ người, vẫy tay: "Ê mấy đứa, đi liên hoan, mừng chiến thắng nào." Đêm nay chiến đội Hưng Hân đủ lý do để xóa. Một cái chặng đường vất vả bọn họ đến đây bước cuối cùng, kế tiếp là mục tiêu bọn họ nhắm đến trong suốt một năm qua. Chiến đội Gia Thế. Gia Thế kiêu ngạo không thèm chờ kết quả thi đấu bên kia mà rời khỏi nhà thi đấu về khách sạn trước. Ai ngờ mới lên xe chưa kịp lóng mông nhận được tin Hưng Hân là đội chiến thắng, trở thành đối thủ của họ vào vòng chung kết. Nhanh đến vậy, người của Gia Thế ngơ ngác mà ngạc nhiên. Tuy Chu Tiên trong mắt họ chỉ là chiến đội yếu đuối, nhưng Hưng Hân chẳng phải là ngang trình thôi, sao lại là tiếp tục thắng áp đảo. Suốt một đoạn đường về khách sạn, không ai trong Gia Thế đề cập đến trận chung kết sắp diễn ra, quả là cảnh tượng hiếm hoi. Chương 997. Cuộc phỏng vấn Gia Thế. Vòng kết chiến rốt cuộc là đi đến bước cuối cùng. Hai ngày sau khi mà trận đấu Chu Tiên kết thúc, Hưng Hân bắt đầu bị báo giới dồn dập quấy rầy. Không ai là không muốn phỏng vấn Diệp Tu trận chung kết của vòng khiêu chiến. Cựu đội trưởng Gia Thế cùng với chiến đội Gia Thế quyết tranh giành một vé duy nhất vào liên minh chuyên nghiệp. Chủ đề này quá hot, đến cả giải đấu chuyên nghiệp cũng phải xếp hạng chờ đủ tuổi. Nói đến vụ này, điều khiến mọi người phấn khích nhất là biểu hiện xuất sắc của chiến đội Hưng Hân. Từ việc trước đây không ai tin Hưng Hân sống sót khi đối đầu với Gia Thế, bây giờ họ bắt đầu kỳ vọng. Thực lực Hưng Hân không hề tệ như người ta tưởng. Nhìn xem bọn họ từ khi bắt đầu tham gia vòng khiêu chiến tới nay, hầu như là thắng áp đảo. Mà trong số đối thủ có ba chiến đội chuyên nghiệp là Vô Cực, Huyền Kỳ và Chu Tiên. Ba đội này tính là chiến đội chuyên nghiệp hơi yếu, nhưng đánh ngang chính với Hưng Hân vẫn không có nổi. Nói cách khác nghĩa là thực lực Hưng Hân mạnh hơn hẳn bọn họ. Một khi đã vậy, muốn thách thức Gia Thế không phải là chuyện không biết trời cao đất dày. Tình thế giờ đã đổi khác. Nếu ban đầu mọi người vốn nặng nghiêng về một phía cho rằng Hưng Hân là tự tìm đường chết, yếu biết nhục, hoặc là chém gió phần phật, đấy là càng nhiều người bắt đầu hứng thú ôm lòng kỳ vọng với Hưng Hân. Những cái kỳ vọng ấy là xuất phát ra từ tận đáy lòng, không phải là lúc đầu vì ghen ghét Gia Thế mà ủng hộ Hưng Hân. Lúc ấy bọn họ ủng hộ Hưng Hân chẳng qua là bởi vì không mê nổi Gia Thế, chứ thật lòng mà nói có ai mà tin rằng chiến đội nhỏ như Hưng Hân uy hiếp được Gia Thế. Hiện giờ bọn họ là cùng lúc càng ủng hộ cách nghiêm túc hơn, vì thực lực của Hưng Hân bắt đầu nhìn nhận mà ngờ vực vời đi. Mọi người lại càng thêm hài vì cơ hội bọn họ thấy được Gia Thế vẽ mặt càng lớn. Có phóng viên còn đặc biệt vào game phỏng vấn đề nghị người chơi Vinh Quang bày tỏ ý kiến về trận đấu, làm hẳn cái cuộc khảo sát mấy trăm người để thống kê về tỷ lệ chiến thắng giữa hai đội chung kết. Kết quả ai lấy kinh ngạc, số người cho rằng Hưng Hân thắng là 68%, vượt hẳn Gia Thế. Lý do ủng hộ Hưng Hân tới vậy, phóng viên hỏi ra hầu hết chỉ có một: coi tranh chấp vui mà ngại gì chuyện bé xé ra to. Nói gì thì nói, một cái chiến đội gần đây lập lên từ tiệm nét nhỏ, nếu có thể đánh đổ được ngọn núi Gia Thế thì là bất ngờ hơn, thú vị hơn nhiều so với việc Gia Thế thắng giải. Có ai không thích bất ngờ cái kiểu plot twist đâu. Nhưng mà điều ao ước chỉ là ước ao. Có tờ báo là mở thêm cuộc khảo sát các lấy câu hỏi nhận định là đội nào thắng chứ không phải là ý muốn cá nhân. Kết quả trở thành Gia Thế dẫn trước hút mùa với 91%, dù rằng nhiều người trong đó là từng phát biểu hy vọng Hưng Hân chiến thắng. Tuần báo thể thao điện tử số mới phát hành ngày thứ hai bèn lấy kết quả hai cái cuộc khảo sát ra so sánh, đồng thời đăng bài phỏng vấn cách nhìn chiến đội Hưng Hân và chiến đội Gia Thế về trận quyết chiến. Đó là tin mà các báo khác không có. Hai ngày cuối tuần, Hưng Hân và Gia Thế đều bị truyền thông quấy rầy, hoặc ít hoặc nhiều ngọ hết. Họ từ chối hết thảy những cái lời mời phỏng vấn, mãi sau đó mới chịu tâm sự đôi câu với phóng viên thân của phe mình. Gia Thế của Tào Quảng Thành thì Hưng Hân là thường tiên. Hai phóng viên vốn tịt ngòi suốt cả mùa giải chỉ vì Gia Thế bị kiêu, vậy mà giờ nắm trong tay nguồn tin toàn bộ giới truyền thông đều thèm chảy nước miếng.
Báo thể thao điện tử quả quyết tỏ rõ thái độ muốn đưa tin tường tận về trận cuối cùng vòng khiêu chiến. Mặc dù hiện tại đang là giai đoạn kết thúc mùa vòng bảng rất là mấu chốt của giải chuyên nghiệp, nhưng họ không tiếc chia bớt diện tích báo. Mà phía liên minh cũng rất coi trọng trận khiêu chiến được quan tâm nhất từ xưa tới giờ. Thế nên trong 2 ngày cuối cùng tuần đã khẩn cấp họp bàn nội bộ và liên hệ bên ngoài, cuối cùng được quyết định lầm thời đổi hẳn sân thi đấu để bóp thêm cho sức hút của trận quyết đấu. Liên minh chuyển địa điểm thi đấu trận chung kết đến khu thi đấu thể thao tổng hợp Lục Lý Tùng ở Thành Bắc. Điểm đặc biệt lớn nhất nhà thi đấu này so với trận trước là kỹ thuật trình chiếu 3D thời gian thực. Trận đấu cuối cùng của vòng khiêu chiến lần này được liên minh chăm chút y như các trận chuyên nghiệp chính thức. Khán giả đến xem trực tiếp được theo dõi toàn bộ trận đấu thông qua hình ảnh 3D. Điểm khác biệt là chủ yếu nhằm vào khán giả, còn đối thủ, tuyển thủ hai đội không có gì khác biệt. Hình chiếu 3D là hình thức phát sóng trận đấu. Trước tuyển thủ ngồi trong phòng thi đấu, Mạnh Ai Lịch nhìn màn hình máy của mình thao tác. Hình chiếu bên ngoài thế nào bọn họ cũng không thể thấy, vì đó chính là góc nhìn thượng đế. Nhưng cách thể hiện quá nhiệt từ giới truyền thông đến liên minh đến khán giả cho thấy rõ sức hút chưa từng có trước nay của trận chiến này. Đó không chỉ vì xuất hiện của đại minh tinh ra thế, mà xét cho cùng chủ yếu là Hưng Hân quá hot mới gây ra làn sóng lớn đến thế này. Ngày thi đấu là trước mắt, hai bên cách nhìn như thế nào về đối phương đây, truyền thông hy vọng là có tin tức mà người chơi cũng này hiếu kỳ không ngớt. Tuần báo thể thao điện tử ra ngày thứ hai cuối cùng là cho họ câu trả lời. Trong bài phỏng vấn ra thế đăng trên đó, từ đến cuối hầu như không nhắc hai chữ Hưng Hân, chỉ một mực nói về Diệp Thu. Diệp Thu là đội trưởng tốt, ông chủ đạo Hiên ra thế trả lời phỏng vấn tới đây nét mặt đường như là ngổn ngang trăm mối. Ông ta quay người viết một cái xin một điếu thuốc, mà theo người viết biết được ông Đào là đã cài thuốc từ lâu. Trong bài phỏng vấn ra thế, Tào Quảng Thành múa bút tung tóe. Diệp Thu là một đội trưởng rất giỏi, cậu ta mang đến cho ra thế thành tích cho tới nay không ai vượt qua được. Việc này không ai có thể phủ nhận. Lúc được tôi thực sự chỉ mong Diệp Thu và ra thế có thể dừng lại những năm tháng rực rỡ ấy, vĩnh viễn thế hệ về sau. Tiếc rằng thế gian này không có gì thay đổi được. Liên minh đang trên đà phát triển, vinh quang càng ngày càng đi lên, chúng ta phải tiến về phía trước. Cứ bảo thủ không chịu thích ứng với thay đổi là khó giữ được năng lực cạnh tranh. Ra thế là một ví dụ rất tốt. Liên tiếp 35 giành giải quán quân, sau đó chỉ vì không có tự phá vỡ giới hạn bản thân, mãi duy trì một cái đường lối cố hữu, mà trơ mắt nhìn hết chiến đội này đến chiến đội khác đuổi kịp cướp quán quân trong tay. Cho nên những năm gần đây ra thế luôn là tìm hướng cải cách. Tôi hy vọng tìm được hình thức phù hợp với điều kiện sinh tồn hiện tại của liên minh, mới có thể là giúp chiến đội tiếp tục phát triển ổn định và lâu dài. Cái giá cho bước ngoặt cải cách có lẽ rất lớn, tôi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng ra thế có thể lưu lạc tới mức Kyo tôi thừa nhận chưa hề nghĩ tới. Bị Kyo là một cái bất ngờ, nhưng tôi phải nói rằng mọi việc là có cái lợi và cái hại riêng. Một năm bị loại khỏi liên minh có thể cho chúng tôi một cái môi trường dưỡng sức, thong thả mà bước qua bước ngoặt này. Ra thế tuy rằng không còn ở trong liên minh, nhưng chúng tôi là luôn tích cực tiến về phía trước, chưa bao giờ từ bỏ. Cho dù ở đâu mục tiêu ra thế chỉ có một là tổng quán quân, chúng tôi vĩnh viễn không bao giờ ngừng truy đuổi quán quân. Chứ điều con đường lần này là dài hơn một chút, chúng tôi phải từ vòng khiêu chiến mà đánh lên. Mà ở đây chúng tôi gặp phải tuyển thủ xuất sắc nhất của Gia Thế từ trước tới giờ là Diệp Thu. Nói thật chuyện đó so với Gia Thế bị kiều còn khiến tôi bất ngờ hơn. Gần đây tôi nghe nói có những người chiến đội nói, đương nhiên cũng là phóng viên các bạn hỏi tôi, rằng ngoại giới rất quan tâm không biết Diệp Thu với Gia Thế mâu thuẫn gì không. Nếu không tại sao là giải nghệ đột nhiên quay về, đã vậy còn muốn đối đầu sinh tử với Gia Thế trong vòng khiêu chiến. Hà, Diệp Thu vì sao giải nghệ rồi quay về? Vấn đề này tôi cảm thấy mọi người nên hỏi Diệp Thu mới đúng. Thì tôi với cậu ấy rất thân, nhưng mà chung quy tôi cũng không phải là con giun trong bụng cậu ấy. Đương nhiên tôi cũng hiểu cái khó của mọi người. Diệp Thu từ trước tới nay chưa từng nhận trả lời phỏng vấn giới truyền thông, cho nên là muốn có cậu ta trả lời là điều không thể. Cụ thể cậu ấy nghĩ thế nào chuyện này tôi là không tiện đưa suy đoán. Nhưng riêng phía cá nhân tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng Gia Thế và Diệp Thu không có mâu thuẫn. Các chiến đội hiện nay chỉ cần thành tích một chút lên xuống hoặc là bị đồn chuyển nhượng, mọi người lập tức suy đoán thế này thế nọ. Nhưng sự thực thì sao? Phần lớn lời đồn là vô căn cứ. Giữa Gia Thế và Diệp Thu không có mâu thuẫn, nhưng nếu các bạn nhất định phải nói chúng tôi có bất đồng nào trong cách nhìn nhận vấn đề, vậy là có. Cũng như bạn nói ăn thịt bò ngon, tôi nói ăn thịt heo ngon. Không lẽ đó gọi là mâu thuẫn? Bất đồng kiểu này là tồn tại trong tất cả quan hệ. Tôi không muốn bàn nhiều, hiện nay Diệp Thu là đối thủ của chúng tôi. Nói lời thật lòng, tới tận giờ là tôi chưa quen lắm với việc đó. Diệp Thu sao có thể trở thành đối thủ chúng tôi chứ? Nhưng không sao, tôi tôn trọng lựa chọn của cậu ấy. Làm đối thủ thì làm đối thủ, phần thắng thua thì phần thắng thua. Đương nhiên nếu mà cậu ấy không ngại, tôi vẫn là hy vọng đánh xong có thể cùng nhau uống một ly. Cuộc phỏng vấn này của Gia Thế có ông chủ chiến đội đích thân ra mặt đúng là hiếm thấy. Đã vậy kỳ vọng vẫn ông chủ Gia Thế còn dốc hết ruột gan mà giải bày, thẳng thắn chủ động trả lời rất nhiều câu hỏi ngoại giới xung quanh chuyện Gia Thế và Diệp Thu.
Duy một câu hỏi, vì sao Diệp Thu lại tham gia vòng khiêu chiến? Đối đầu bây giờ thế là bị lảng tránh đá ngược cho Diệp Thu. Ai không hiểu dĩ nhiên là muốn chạy đi hỏi Diệp Thu, nhưng mà người biết rõ câu chuyện bên trong như Trần Quả xem xong thì lại suýt chút nữa muốn lộn cái bàn. Chờ chén quá. Trần Quả đập tờ báo trên mặt bàn một cái bốp, như thể coi mặt bàn như cái bản mặt của Đào Hiên mà tát lên. Trong tờ báo này Đào Hiên là dành trước bao nhiêu lời hay ý đẹp, nói hết chỉ để lại cho Diệp Thu một cái câu trả lời trần trụi cuối. Cách hành xử của hắn quả thực là gian xảo tới cực điểm. Chương 998, rồng tố sắp đến. Ông chủ Đào Hiên ở ra thế đích thân nhận phỏng vấn là quá có thể diện. Thế nhưng sau khi sửa lại bàn thảo, Tào Quảng Thành mới thấy được một nhân vật cấp bốt xảo trá và già đời đến cỡ nào. Trong cuộc phỏng vấn này, Đào Hiên thể hiện toàn bộ lòng thông cảm và tha thứ của hắn với gia thế dành cho Diệp Thu, miệng là mồ bụng bổ sao găm. Hắn rõ ràng là đang chơi chiêu. Gia thế thông cảm với khoản dùng Diệp Thu tới vậy, Diệp Thu lại xoách chiến đội tới vòng khiêu chiến mà nhất quyết một mất một còn với gia thế. Hình tượng của đôi bên theo đó là thấy rõ khác biệt. Nhưng từ mà người ta nghĩ về hành động Diệp Thu, ngoại trừ lấy oán báo ân, chỉ có vòng ơn phụ nghĩa. Tuyệt trời! Khi mà Tào Quảng Thành beta bản thảo, lòng không khỏi thôi khen ngợi. Vậy phía bên Hưng Hân là trả đũa bằng cách nào? Gia Thế và Hưng Hân tuy không ngồi cùng chỗ nhận phỏng vấn, nhưng đừng quên rằng phóng viên đến gặp họ đều là tới từ báo thể thao điện tử. Hai phóng viên hoàn toàn có thể dẫn dắt đề tài nội dung hai cuộc phỏng vấn trở thành đối chọi gay gắt. Tào Quảng Thành phụ trách bên Gia Thế, gã chỉ hận không thể đích thân đi Hưng Hân luôn, nhưng cuối cùng chỉ có thể dặn dò đủ chuyện với Thường Tiên. Nào ngờ Thường Tiên đi phỏng vấn về, Tào Quảng Thành nhìn chằm chằm bản thảo thì giận tới xịt khói. Trong bản thảo, Thường Tiên chỉ biết nghe hỏi tới quá khứ, đội trưởng Diệp Tu cười trừ sau khi đốt một điếu thuốc lá, bắt đầu hồ hởi nói về hiện tại. Đúng là thầy hay trò giỏi, câu này sao giống cái câu mình viết Đào Hiên quay qua người viết xin một điếu thuốc. Nhưng mà giống rồi sao? Đào Hiên là chơi chiều giấu kim trong gối, mà Diệp Tu thì bấm nick luôn. Câu kế tiếp, ly. Tào Quảng Thành ngay sau đó là đập bản mắng cho Thường Tiên một trận xối xả, coi như chút hết bao nhiêu cơn tức giận với Thường Tiên thời gian qua. Thật ra lòng Tào Quảng Thành cũng hiểu rõ, không phải là Thường Tiên không muốn mà là đối phương không hợp tác, cố ý lảng tránh vấn đề. Nhưng nếu cậy miệng đối phương phỏng vấn quá dễ thì ai cần phóng viên. Bản thảo này lần nữa trở thành minh chứng để Tào Quảng Thành có đầy đủ lý lẽ mà chất vấn năng lực Thường Tiên. Nhưng chất vấn rồi thì bản thảo vẫn phải dùng thôi ba. Dù không có phỏng vấn ra được cái gì hay ho, nhưng mà ít nhất là duy nhất bây giờ người có thể phỏng vấn Hưng Hân chỉ mình Thường Tiên. Cứ nhìn vào hai cái tên tờ tuần báo thời thể thao điện tử phái tới truyền tháp tùng vòng khiêu chiến kia. Trong thời gian chờ trận chung kết diễn ra, nhìn họ thảm thương vì cả hai chiến đội vào chung kết đều không nhận phỏng vấn bừa bãi. Sau đó hai người bọn họ chỉ là đành bắt trước mấy cái tờ báo khác lúp lùm khắp nơi như Papa Zapazi. Dễ phát hiện ra tuyển thủ hai đội là nhào vào hỏi đủ thứ. So với mấy cái thứ linh tinh chắp vá, họ biết ra bản thảo Thường Tiên ngon hơn không biết bao lần. Trước điều lúc cầm hai bản thảo phỏng vấn hai đội giao cho tổng biên tập, Tào Quảng Thành đang chuẩn bị sẵn tâm lý ăn chửi. Đúng như dự đoán, vừa lộp bản thảo chưa tới một tiếng, tổng biên tập lập tức gọi thẳng di động tới Tào Quảng Thành mắng một trận, vớt mặt không kịp. Bản thảo không ra gì rõ ràng là lỗi của Thường Tiên, nhưng mà tổng biên tập mở miệng ra là tiểu Thường là người mới, không cách làm việc, còn chú cũng mới làm phóng viên ngày đầu à. Cũng nghệt như Tào Quảng Thành không thèm quan tâm việc Thường Tiên làm sao mà mớm lời cho Diệp Tu, tổng biên tập đại nhân cũng hoàn toàn đếch kè sự thật rằng Tào Quảng Thành không có cách nào nhúng tay vào cuộc phỏng vấn của Thường Tiên với Hưng Hân, cứ ra sức chút giận nên đầu gã. Thế nhưng mà kết quả rồi giống như là Tào Quảng Thành quá tháo Thường Tiên vậy. Mắng thì mắng, mắng xong vẫn là dùng bản thảo đó thôi. Vẫn hy vọng rằng đợt phỏng vấn này có thể dựng lên cái màn kịch ân oán tình thù giữa hai nhà. Vậy mà rốt cuộc thành một người nói chuyện thời tiết, người ta lại hỏi ăn cơm chưa. Vì thế là cuối cùng, cuộc phỏng vấn Hưng Hân của Thường Tiên chỉ là đưa thêm thông tin về chiến đội này. Còn lời Đào Hiên nói ra thì thành công khơi dậy cái làn sóng căm thù thứ hai của fan Gia Thế đối với Diệp Thu. Câu nào câu nấy là ám chỉ trò định hướng, khiến cho fan Gia Thế vốn là ban đầu cảm thấy khó xử vì yêu quý và ủng hộ cả hai bên này là kiên quyết nghiêng hẳn về chiến đội Gia Thế. Nhất thời trên Internet dấy lên những cái cuộc phản tán sôi nổi, hội anti Diệp Thu nhảy nhót tưng bừng như cá mắc cạn. Cảm thấy việc Đào Hiên có tỏ thái độ lần này là chứng cứ tốt nhất cho thấy Diệp Thu là lòng lang dạ sói.
Trong 2 ngày sau đó, Trần Quả căn bản không dám lướt nét. Xem người ta tranh luận, sợ rằng là tức tới chết. Cũng may là bầu không khí trong đội ổn định. Diệp Tư từ đầu đến cuối là thản nhiên như không có gì, mà lần này rốt cuộc Trần Quả đã phun hết lửa. Vì cái bản mặt nhởn nhơ của Diệp Tu rồi, trận chung kết tới trước mắt cô bỗng nhiên cảm thấy ơn trời vì Diệp Tu là một người như vậy. Nếu như không cứ gặp chút việc nóng lẩy giống mình e rằng là rối beng rối hết rồi thì làm sao mà thi đấu. Phải thi đấu, Diệp Tu lúc này là đặt toàn bộ chú ý vào việc thi đấu. Mấy ngày này hắn bận trao đổi rất nhiều thứ với Ngụy Sâm, Tôn Triết Bình. Hoặc là mỗi người trong chiến đội, đó không phải là lướt tới chân mới nhảy. Mùa hè năm trước kết quả ra thế kiểu truyền ra ngoài thì công tác chuẩn bị đánh ra thế là bắt đầu từ khi đó. Đặc điểm lấy game làm gốc, vinh quang tạo ra quy tắc cuộc chơi, những thứ có thể ảnh hưởng tới kết quả thi đấu không chỉ mấy chục phút trong trận. Một phút trong trận công sức 10 năm ngoài trận, cách nói này là có thể áp dụng cho vinh quang sau bao nhiêu khổ cực suốt một năm để chuẩn bị ra ngoài trận, mấy chục phút trong trận rốt cuộc sắp tới rồi. Nói cho cùng mọi thứ cũng là quyết định bởi mấy chục phút này. Một cái lầm khổ ải mải đào rèn kiếm có hoàn hảo tới cỡ nào đi nữa, nếu mà không thể đem hoàn toàn ra chuẩn bị truyền tải vào mấy chục phút cuối cùng, tất nhiên là biến thành con số 0. Trận quyết tử sinh tử này Hưng Hân đối mặt thế nào thì Trần Quả không rõ. Những gì mấy ngày này Diệp Tu thảo luận trao đổi với họ, có cái cô nghe thấy có cái không, nhưng mà cô chưa từng đi hỏi. Hy vọng Diệp Tu có thể dùng toàn bộ thời gian và tâm sức của mình vào việc thi đấu, chuyện giải thích với mình không quan trọng. Thế là Trần Quả bỗng trở thành người rảnh nhất Hưng Ân. Một người trước đây rất ham vui nhưng cô lại không mảy may định chõ mũi vào việc của người xung quanh. Số này cô nỗ lực hết sức không quấy rầy mọi người, chỉ thế thôi là khiến cho cô cảm thấy vui vẻ. Cô không hề cảm thấy bị lạnh nhạt hay rơi bỏ, càng không cảm thấy cô đơn. Nhìn bóng sáng mỗi người là bận tới bận lùi, cô cảm giác là cực kỳ vững tâm và ấm lòng. Lúc này Trần Quả lại nghĩ đến một cái người khác, một người là giữa lòng địch, Tô Mộc Tranh. Giờ Tô Mộc Tranh đang có tâm trạng gì? Có phải giống người Hưng Hân đang nghiêm túc nỗ lực chuẩn bị cho trận tới? Tuy rằng hiện tại Trần Quả ghét ra thế, nhưng nếu Tô Mộc Tranh cũng như cô thì Trần Quả lại cảm thấy không thỏa đáng lắm. Đó là tinh thần nghề nghiệp mà tuyển thủ chuyên nghiệp nên có. Đã thì đó là dốc sức ra mà đánh. Dù là ngoại giới gán ghép rất nhiều thứ, nhưng mỗi ngày sống cạnh Diệp Tu khiến cho Trần Quả chứng kiến rõ, đối với trận chiến này Diệp Tu căn bản không hề pha tạp bất cứ thứ gì ngoài thi đấu. Bị buộc giải nghệ mà muốn chiến một trận báo thủ, hắn không hề. Vì sợi dây liên kết không có cách nào dứt bỏ với gia thế mà trong lòng ngột ngàng, hắn cũng không. Đúng là vậy đó, không tốt không xấu, trông có vẻ lạnh lùng vô tình, nhưng mà hắn là dùng chính thái độ chân thành đối đãi vinh quang, đối đãi với việc thi đấu. Đây chính là đệ nhất đại thần vinh quang mà Trần Quả nhìn bằng đôi mắt mình. Chỉ bằng điểm ấy, Trần Quả cảm thấy mình hâm mộ hắn bấy nhiêu năm không uổng phí. Đây là một người đáng kính thực sự, vì hắn có thể làm chuyện mà người khác không thể. Ví như Trần Quả, tuy cô hiểu lý lẽ đó rất tán thành thái độ, nhưng mà kêu cô làm không được. Cô không cách nào là dùng trái tim bình thản đối mặt với gia thế. Nghĩ tới hành vi mà gia thế gây ra nhằm vào Diệp Thu, cô chỉ hận không thể bắt gia thế bị Hưng Hân cho vào mồm đút hành, xếp hàng quỳ gối sám hối, góc lóc van xin ngoài cửa. Thời gian cứ từng chút trôi qua, ngày thi đấu là càng đến gần mà Trần Quả chỉ là ra sức ngáp gió, cô còn nhận hết tất cả vào mình việc mà có khả năng quấy rầy tới người khác. Ngay cả Thường Tiên trong khoảng thời gian này tới thăm hỏi cũng chỉ có thể tiếp xúc được Trần Quả. Thế sự nghiêm nghị của Trần Quả, Thường Tiên là bó tay không dám làm phiền người Hưng Hân. Thứ sáu là ngày thi đấu mà là báo điện tử cũng ra. Trận quyết đấu cuối cùng trong vòng khiêu chiến giữa Hưng Hân và gia thế rốt cuộc leo đến trang đầu tờ báo thể thao điện tử hôm nay, còn là nổi hơn bất kỳ trận thứ bảy nào của giải đấu chuyên nghiệp. Mà trong cái tiêu đề trang đầu hai chữ Diệp Thu zoom lớn hơn cả Hưng Hân. Đây vẫn là một cái trận quyết đấu giữa hai đội, nhưng đối với nghề chỉ truyền kiếm chuyện coi như báo chí thì họ là chỉ coi trọng việc Diệp Thu với gia thế. Nếu không phải Hưng Hân có Diệp Thu, e rằng chiến đội này xuất sắc cỡ nào bằng vào tuổi của vòng khiêu chiến e rằng không đủ leo lên trang đầu. Trong các bài báo này, phóng viên mặt trận cũng không bắt được tin nào thực sự bắt mắt tai nghe. Thường Tiên sợ quấy rầy Hưng Hân, còn ra thế là tiến hành boot cam. Tào Quảng Thành cũng không tiếp cận được, thế thì càng dễ cho hai người dùng góc nhìn chính mình xảo nấu thông tin. Đọc vào là thấy sóng gió thổi phần phật báo hiệu như dòng tố sắp tới. Họ viết bằng hình thức ghi chép như thể là sống cùng hai chiến đội, kể lại những ngày tiếp xúc qua, nhờ đó đăng lên cái trang chuyên đề về cái vòng khiêu chiến đợt báo lần này. Còn vị trí đầu mặt báo tấc đất tấc vàng, dĩ nhiên là toàn tít lớn nhỏ hoành hành, cũng không có cái bài viết tin thực tế thế này.
Tờ báo thể thao điện tử phát hành ngày thứ sáu rào đến khắp sạp báo từ sáng sớm, mà cùng lúc Hưng Hận cũng là theo bố trí liên minh lên xe khách tới nhà thi đấu. Mặc dù tới tối mới đánh, nhưng mà vì thay đổi địa điểm, việc phải đến làm quen, thích ứng điều kiện môi trường này cần thiết. Sau khi liên minh trưng cầu ý kiến với Hưng Hận là sớm cho người đưa chiến đội Hưng Hận tới nhà thi đấu luyện tập trước. Bên phía Gia Thế cũng y hệt, để lên xe chạy về địa điểm diễn ra trận chung kết đêm nay, nhà thi đấu thể thao tổng hợp Lục Lý Tùng. Thế là lối đi dành riêng cho tuyển thủ hai sân, hai đội không hẹn mà gặp. Chương 999, làm quen sân bãi. Hey, Lão Diệp, người chủ động chào hỏi Hưng Hân không phải ai khác là Đào Hiền. Ông chủ Gia Thế hô to nhanh chân bước qua. Cả giọng điệu lẫn tư thế của hắn là ra vẻ nhiệt tình và thân thiết khiến Trần Quảng ngu mặt tưởng mình nhìn lầm người. Diệp Tu nở nụ cười giơ tay chào với hắn coi như chào hỏi. Đến sớm thế, Đào Hiền cũng cười nói. Mấy ông cũng vậy mà, Diệp Tu nói. Ánh mắt Đào Hiền lướt qua từng thành viên chiến đội Hưng Hân mà quan sát. Là người có thân niên trong giới, người như Ngụy Sâm và Tôn Chất Bình, hắn chỉ để ý một chút nhận ra, nhưng thân là ông chủ chiến đội nhà giàu, đương nhiên hắn không cần tốn sức làm thân hai tuyển thủ lỗi thời làm gì, cho nên gom hai người vào hàng ngũ cân đường hộp sữa, gật đầu một cái coi như chào hỏi toàn bộ đội viên Hưng Hân. Thật không ngờ chiến đội này của cậu cũng thú vị lắm, Hưng Hân đúng không? Hồi trước nhìn không ra thì ra là hàng xóm nhà mình cũng là ngoạ hổ tàng long. Đào Hiên nói là nhìn về các đội viên phía sau lưng mà cười. Ông chủ đã cười, mọi người không hưởng ứng sao? Cả tuyển thủ chiến đội Gia Thế lập tức ha ha cười rộ. Đào Hiên đùa một câu xong không cần chờ Hưng Ngân có ai trả lời, ánh mắt là dừng ở một người trong chiến đội Hưng Ngân. Đường Nhu trong chiến đội Hưng Ngân thực sự khiến Đào Hiên sinh ra hứng thú, chỉ có Đường Nhu. Có điều hiện nay vị trí pháp sư chiến đấu Gia Thế là có át chủ bài tuôn tường. Đào Hiên không hề muốn thay đổi. Thế nhưng thấy tuyển thủ thế này ở trong đội như Hưng Ngân, hắn có tiếc nuối hơn hết thảy. Chiến đội từng chú ý đến Đường Nhu. Có Đường Hân Hạnh, Đào Hiền bấm nick tất cả các nhân vật chỉ chào riêng Đường Nhu. Đường Nhu có xuất thần máu mặt nên tình huống kiểu này không quá xa lạ. Cô mới chào lại Đào Hiền vội nói, một nhân tài xuất sắc như cô Đường đây nhất định. Đừng để bị mai một sau trận đấu này, nếu còn hứng thú bất kỳ khi nào cũng có thể liên hệ với tôi, đây là danh thiếp của tôi. Ê, ông có ý gì? Trần Quả đứng dậy cạnh thấy vậy là nổi giận. Đào Hiền nói năng không xa qua ai ra gì, mời chào tuyển thủ người ta trước mặt bàn dân tiên hạ không nói, còn là ám chỉ Hưng Hân nhất định sẽ tèo. Có gì đâu, Đào Hiền là cười cười giọng thoải mái, vì lúc này Đường Nhu nhận lấy danh thiếp mà hắn đưa còn gật đầu nói cảm ơn. Thôi tôi không nói nữa, tối nay tới sân gặp. Đào Hiền lập tức là dắt các tuyển thủ chiến đội Gia Thế mà nghênh ngang đi tiếp. Các tuyển thủ trong đội ai lấy là đi thẳng theo ông chủ, chỉ có Tô Mộc Tranh rơi lại cuối cùng chạy qua tìm Diệp Tù và Trần Quả nói chuyện như chỗ không người. Đào Hiên tuốt phía trước đương nhiên biết rõ, nhưng quay đầu liếc một cái rồi thôi cũng không nói gì khác. Tên này đáng ghét quá mà, sao mấy người không phản ứng gì vậy? Trần Quả nhìn trái nhìn phải, mấy cái thằng già Diệp Tù Ngụy Sâm kia chọc người khác ớ gan không phải thuận miệng lắm hay sao mà là giờ im thin thít. Thấy chưa, tao nói rồi, làm lớn tới cái cỡ ông chủ mà phải lạch bạch chạy trước mặt chúng ta để phun lời rác rưởi tội nghiệp quá. Thôi mình cứ để cho người ta thể hiện đi.
Huy Sâm rất nghiêm túc nói. Ủa, ông là ai vậy? Lúc này người như An Văn Giật và La Tập mới hiếu kỳ. Đào Hiên cho rằng mình là nhân vật lớn, nhưng hắn quên mất nhân vật lớn thì lớn quá người thường có tiếp xúc được đâu mà nhận ra. Hắn ra sức diễn sâu làm trò mèo. Đáng tiếc Hưng Hân còn có người không biết hắn là ai. Họ chỉ có thể hành động phá danh tiếp cho được nhu quán. Tuyển trạch viên à? An Văn Giật và La Tập đoán 80% là vậy. Trần Quảng nghe xong đã hết giận, kéo tay Tô Mộc Tranh hỏi hàn toàn những cái thứ câu chị lớn trong nhà quan tâm em gái. Rõ ràng là trận đấu ở trước mắt, nhưng cô không hề nhắc tới Vinh Quang một chữ. Hiện nhân Trần Quảng là muốn né tránh đề tài mẫn cảm. Nói cho cùng, lòng Tô Mộc Tranh có nghiêng về Hưng Hân đi chăng nữa, cuộc đấu sắp tới họ là đối thủ. Dù luôn nói lấy thái độ chuyên nghiệp mà đối diện, nội tâm thực sự thế nào, cho nên Trần Quảng cảm thấy thôi thì không nói về vấn đề này tốt hơn. Vào nhà thi đấu, hai chiến đội đều có người tiếp đón riêng. Tô Mộc Tranh rốt cuộc vẫn phải quay về ra thế, mọi người dẫn vào phòng nghỉ riêng đội mình. Sân thi đấu được bố trí đâu vào đó, mỗi đội là có thời gian 2 tiếng thích ứng trang bị trên sân. Chiến đội ra thế có thể nhường cho mọi người làm quen sân bãi trước. Nhân viên tiếp khách nói, ồ, giúp tôi cảm ơn họ. Diệp Tước gật đầu, được, tôi nhắn lại. Nhân viên tiếp khách lễ phép rời khỏi để lại đám Hưng Hân đi vào. Vòng vòng trong phòng nghỉ ngơi cực lớn khiến ngay cả Ngụy Sâm cũng bùi ngùi. Nhưng năm thắn hắn ở liền mình, ngay cả chiến đội chuyên nghiệp cũng không có cửa thi đấu trong điều kiện tốt thế này. Nhà thi đấu đùa, thời đó làm gì có cần thùng chứa lớn tới vậy. Tìm được đại một cái trung tâm hội nghị sức chứa khoảng 5.000 người là tổ chức được rồi. Mà giờ chưa tới 10 năm sức phát triển tới mức nhiều chiến đội đã có trung tâm nhà thi đấu riêng, tốc độ chuyên nghiệp hóa Vinh Quang có thể nói là đổi thay từng ngày. Khá quá, Ngụy Sâm sợ mò hết chỗ này tính tầm chìa tìa chỗ kia. Xong hết một vòng, hắn là có tinh thần mà vất tay kêu lên. Mau, để ta đi mở mang kiến thức một phen, xem thiết bị thi đấu bây giờ ra sao. Người Hưng Hân ra khỏi phòng nghỉ của mình men theo lối đi của tuyển thủ vào nhà thi đấu. Nhìn từ khán đài xuống thật không khác gì nhà thi đấu trước đó bao nhiêu. Nói chung là sức chứa gần như nhau, nhưng mà thiết kế ở nhà thi đấu khác biệt rất lớn. Khu vực ngồi của tuyển thủ được thống nhất phía nam, mà phòng thi đấu chia ra hai bên đông tây. Chính giữa sân chứa không gian cực lớn hình chiếu 3D phóng lên giữa khu vực, trải nghiệm một cái mùa giải có kỹ xảo phát sóng trực tiếp trận đấu bằng hình chiếu 3D đã được nghiên cứu và nâng cấp. Khán giả tới xem thi đấu chắc chắn là cảm giác rằng khác hẳn xem tại nhà, chứ không đơn giản là trải nghiệm bầu không khí phấn khích mà thôi. Sự cải cách này khiến cho tỷ suất ghế ngồi ở mùa giải tăng vọt. Liên minh và chiến đội thu về lợi nhuận cực lớn nên là càng lúc càng đẩy mạnh phương pháp này. Chiến đội Hưng Hân đi một vòng khu vực ngồi của mình, xem thử phòng thi đấu đối với tuyển thủ mà nói. Khu vực hình chiếu 3D giữa sân đấu không quan trọng vì họ ngồi ở phòng thi đấu có thấy được gì đâu. Phòng thi đấu mới là chiến trường chân chính họ. Phòng thi đấu mới bên là 6 ghế ngồi, dĩ nhiên là thiết kế dành cho phần đấu đoàn đội có số lượng người tham gia cao nhất. Điều kiện cấu hình của tất cả các máy trong phòng thi đấu là thống nhất theo quy định liên minh đưa ra. Tuy nhiên chuột vào bàn phím mà tuyển thủ sử dụng có thể do tuyển thủ tự chuẩn bị, có cổng cắm để tiện cho thay đổi ngay tại ghế ở phòng thi đấu. Chỉ là cần trước khi cắm vào phải thông qua kiểm tra phù hợp với quy định liên minh không. Nếu là xảy ra chuyện vớ vẩn như là quên mang theo thì khỏi phải lo, liên minh sẽ không vì thế mà hạ khắc tới mức hủy tư cách thi đấu. Chỉ cần mượn của đồng đội khác, thậm chí là dùng thiết bị dự phòng loại sản xuất hàng loạt do nhà thi đấu cung cấp cũng được. Sân đấu cho phép tuyển thủ thích ứng làm quen, dĩ nhiên là hoàn toàn khâu thử nghiệm vận hành. Trận chung kết vòng kiêu chiến này được đánh giá có quy cách khá cao, toàn bộ là dùng thiết lập của mùa giải chuyên nghiệp. Chiến đội Hưng Hân bước vào phòng thi đấu, mạnh ai tự test máy, cắt chân quả cũng là thùng thướng trải nghiệm cảm giác thi đấu của tuyển thủ chuyên nghiệp. Lúc này cô ra khỏi phòng bỗng thấy Ngụy Sâm đứng một bên sân, ngơ ngẩn nhìn khắp nhà thi đấu. Chân quả không quấy giày mà học theo Ngụy Sâm, nhìn quanh một vòng. Vị lão tướng đã giải nghệ nhiều năm muốn là chưa bao giờ nghĩ có thể lần nữa quay về chiến trường mà mình quen thuộc. Nào ngờ một ngày hắn thực sự đứng đây, bây giờ tâm trạng hắn thế nào. Trần Quản lại quay đầu phía Ngụy Sâm. Nào ngờ thấy Diệp Tu là đã trụ vô đứng chung rồi. Hai thằng này mỗi thằng là rời khỏi đang là
Khói hương nghi ngút, khói thuốc lượn lờ trong không khí thấy rõ rền rệt. Trần Quả cạn lời với hai thằng này, bộ nó không thể là chừa chút không gian cho người ta cảm động à. Nguyễn Sâm tuy chưa từng trải nghiệm nhà thi đấu lớn thế này, nhưng dù gì là lão tướng vẫn là thể hiện tính cách thích ứng rất mạnh. Hầu như các cháu tuyển thủ trẻ hiếu kỳ tới mức ngồi từ từng cái ghế thi đấu. Tới lùi một hồi, thì hết 2 tiếng bắt đầu có vài bóng người bên ra thế, rời khỏi lối đi dành cho tuyển thủ. Thực tế là việc làm quen sân bãi của hai chiến đội chẳng có gì xung đột, mà trước kể 2 tiếng thích ứng cũng không hạn định. Muốn kéo dài thêm có lửa tiếng, 1 tiếng cũng không tính là trái quy tắc. Bất quá trước khi vào thi đấu chính thức, toàn bộ mọi thiết bị sẽ được kiểm tra khép kín một lượt cuối, lúc đó chắc chắn tuyển thủ phải quay về. Cho nên ra thế nói nhường cho Hưng Ân thích ứng sân bãi trước là khách sao, cái kiểu tào lao thể hiện cái style của đại gia mà thôi. Lần này chưa có tuyển thủ ra thế mới tới, Đảo Hiền không theo. Tới khu vực Hưng Ân đứng đó, tuyển thủ ra thế không phát biểu gì, họ lòng vòng khu vực ngồi vào xem phòng của mình. Cho đến khi một người Hưng Ân chuẩn bị rời đi, bên ra thế bỗng ê một tiếng. Hưng Ân bước đầu khoe ra thì ra là Tôn Tường, chú em bị họ chôn vô số lần, vẫn là chơi ngu một cách nghị lực. Từ hồi đánh lan đến giờ, trận nào tôi cũng đều lấy được 5 điểm solo. Tôn Tường xoay bàn tay 5 ngón vẫy phía Hưng Ân, tối nay không ngoại lệ. Thằng con này hết cứu được rồi, Trần Quả bất đắc dĩ nói, ngay cả cô cũng chả buồn để ý sự khiêu khích của Tôn Tường. Khỏi phải bàn cái vụ hồ sói tới, nào ngờ sói không tới của Tôn Tường thọc bao nhiêu lần. Nhét bơ vào mồm Tôn Tường, cả đoàn Hưng Ân cứ thế mà rời nhà thi đấu. 8 giờ tối, trận chung kết vòng kiều chiến chính thức bắt đầu. Chương 1000, chiến thuật 3vs1. Trận chung kết này quả nhiên là không phụ lòng mong chờ của đảng bàng phái khắp nơi. Cách thời điểm chính thức 1 tiếng đồng hồ, nhà thi đấu tổng hợp Lục Lý Tùng không còn chỗ ngồi. Nơi đây không phải là sân nhà ra thế, nhưng mà sức ảnh hưởng chiến đội lớn, Chu Tiên và Huyền Kỳ trước đó há có thể so sánh sao. Trong trận quyết đấu cuối cùng, fan hâm mộ ra thế tụ lại ngồi chung một chỗ, có nhóm là tự tổ chức phát ra trong thành phố B hoặc là fan cứng đến từ thành phố H. Thêm vào nữa là quân đoàn trung thành nhất luôn tháp tùng từng cái cuộc chinh chiến ra thế giá lâm. Nhìn xung quanh nhà thi đấu khắp nơi là băng rôn ủng hộ ra thế. Nhưng tính ra thì băng rôn chúc thắng lợi cho trận tối này đúng là quá ít. Phần lớn là khẩu hiệu đều hướng tới năm sau, hướng tới việc ra thế quay về càn quét liên minh. Cũng như những cái cuộc thăm dò trước đây, dù rất nhiều người kỳ vọng Hưng Ân thắng lợi, nhưng mà số lượng người dự đoán ra thế chiến thắng là số đông. Là fan trung thành nhất của ra thế, không lẽ bây giờ có người là nghi ngờ chiến đội nhà mình, mà ngay cả những người trông trò Hưng Ân thắng cũng là im im mà ngồi coi phim hô hào cổ vũ Hưng Ân, có khi bị người ta nhìn như thằng đơ. Nhìn dưới cái tình cảnh nghiêng về một chiều, cứ có một nhóm những cái thằng dở khăng khăng giữa một biển người ra thế giơ lên băng rôn Hưng Ân thật cao vẫn gạo lên. Đánh đổ ra thế, họ trở thành trò cười nhiều nhất người xung quanh, nhưng mà vẫn bất chấp, đó chính là người ủng hộ kiên định nhất của Hưng Ân. Nhưng mà người từ khi còn ở trong game đã có ràng buộc vô cùng thân thiết tuyển thủ nhân vật chiến đội Hưng Ân. Hưng Ân, Điển Thất dẫn đầu 500 anh em ra sức hú hét, nhắc nhở mọi người đừng có xem nhẹ sự tồn tại Hưng Ân. Phan hâm mộ ra thế phát hiện ra nhà thi đấu có một cái đám điếc không sợ súng, lập tức đầm tóc chọc gạo, móc xỉa hồng các kiểu. Đám Điển Thất không hề dao động, tiếp tục dùng hành động của mình thể hiện tinh thần ủng hộ Hưng Ân vô bờ bến. 7:30 tối, hệ thống đèn bên nhà thi đấu dần dần giảm độ sáng, khán giả lập tức phấn kích vì điều đó là báo hiệu rằng thời điểm trận đấu bắt đầu càng lúc càng gần. Màn hình phát sóng khu vực màn hình chiếu 3D dĩ nhiên là nơi cần được ánh sáng tập trung chiếu tới nhất. Xem giải đấu vinh quang chuyên nghiệp cũng giống như đi xem phim vậy. Lúc chính thức bắt đầu, tất cả mọi người là sẽ tối thu ngoại trừ sân đấu.
Nếu như không phải là do điều kiện đặc biệt này, việc Diệp Tu giấu mặt thi đấu suốt mấy năm qua cũng không bị người ta tóm được rất khó là trở thành hiện thực. Đợi ánh đèn nhà thi đấu toàn bộ tối xuống, bình luận viên trên sân liền là lớn tiếng giới thiệu tuyển thủ hai đội khi bắt đầu ra sân. Đầu tiên chiến đội ra thế, người đầu tiên là Tiêu Thời Khâm. Vị đại thần vì đánh giá cao tương lai ra thế mà dứt khoát chuyển hợp đồng về. Dù là chiến đội này bị kiều, ánh đèn đang chiếu rọi lối đi của tuyển thủ Tiêu Thời Khâm bước nhanh vất tay với khán giả chào hỏi. Cảnh tượng thế này là hắn không xa lạ, nhưng hắn là không có trải nghiệm nó suốt trong dòng dã một năm. Thế ảnh chiếu 3D của Diệt Sinh Linh hiện ra trên sân, sống theo sự xuất hiện của mình, cả Tiêu Thời Khâm cũng cảm thấy hay hay. Nhân vật đứng trên sân thực hiện vài cái động tác chiến đấu vô cùng sống động khiến cho vỗ tay tràn ngập khắp khán đài, sau đó là ánh đèn chuyển về phía tuyển thủ ra sân thứ hai của gia thế. Hình chiếu 3D của nhân vật cũng theo đó mà thay đổi. Đây là cách thức ra sân hoàn toàn mới của tuyển thủ sau khi ghi chiếu 3D được sử dụng. Bầu không khí trong nhà thi đấu nổi lửa lên, pha gia thế rào rào vỗ tay càng là lúc sùm. Mãi đến khi cao chào tuyển thủ cuối cùng lên sân là Tôn Tường và nhân vật át chiếu bài nhất Diệp Chi Thu. Sau ra thế tới phiên Hưng Hân, bình luận viên mới gọi tên chiến đội trong nhà thi đấu là lập tức láo ầm ĩ khi bình luận viên giới thiệu. Tuyển thủ đầu tiên bước ra là Diệp Tu, tiếng nào quá độ cào trào, trong đó chen lẫn không ít thanh âm chửi bới. Khi nhân vật quần mặc tiếu Diệp Tu sử dụng chiếu đen màn ảnh 3D khắp khán đài bỗng rộ tiếng cười vang. Đây là màn biểu diễn riêng từng nhân vật, không cần phải thu nhỏ tỷ lệ. Hình chiếu nhân vật lớn hơn cả người thật, vì thế trang bị trên người nhân vật cũng là rõ hơn nhiều. Mới trang bị quần hồng áo xanh nõn chuối cột, quần mặc tiếu cứ thế mà dùng to. Trên người quần mặc tiếu tuy là trang bị cam cấp 75 cả, nhưng bao gồm 5 loại giáp vải, da, xích, nặng, tấm, nhìn vào có thể nào không muốn phun cười. Style phối đồ lạng xả thế này thiệt là thú vị. Trong cái tiếng cười ồ, nhà thi đấu thêm hỗn loạn. Đám fan trung thành ra thế nhạo báng style ăn mặc của quần mặc tiếu xong, đổi qua lớn tiếng chửi sủa, kẻ mà họ nhìn là vong ngân phụ nghĩa. Thậm chí có fan ra thế kích động có ý đồ nhảy xuống sân, rất nhanh bị bảo an tóm cổ đuổi khỏi nhà thi đấu. Một cái trận có đề tài xung đột cao thế này, nhà thi đấu sớm bố trí đầy đủ phương án đối phó với hành vi manh động xảy ra cao. Sau Diệp Tu, tiếng láo dành cho Hưng Ngân càng giảm xuống rõ ràng, như là lao tập an loan giật trận không còn. Ngược lại, đám điển thất vẫn là tiếp tục hú hét, trước điều là tiếng gào của họ thật bé nhỏ trong nhà thi đấu đầy ắp không chỗ ngồi. Sau khi giới thiệu xong tuyển thủ hai đội xong, gần hết nửa tiếng vòng thi đấu dành cho hai bên lúc này chuẩn bị ổn thỏa. Ở khu vực ngồi cho tuyển thủ, ông chủ đạo Hiên Gia Thế đích thân đến đốc chiến. Trước khi chính thức khai cuộc, hắn còn là khách sáo tới chào hỏi Diệp Tu thêm một lần. Có biết bao fan Gia Thế là hóng chằm chằm cơ mà, đương nhiên hắn phải thể hiện cho đủ bài. Tới phút chuẩn bị cuối cùng xong, danh sách trận song phương đã xác định không thể thay đổi được, mà gần có vài tin tức nội bộ lo ra ngoài rằng cùng với việc đưa vào sử dụng thể thức thi đấu mới, liên minh có thể là dùng thay đổi cách sắp đặt tuyển thủ ra trận, từ việc xác định được danh sách trước khi lên sân trở thành để cho các đội lầm thời chỉ định tại chỗ, nhưng sau đó nói là sau trận đấu vẫn có sử dụng cách làm từ trước tới nay. Sắp 8 giờ trọng tài gọi tuyển thủ đầu tiên, hai đội chuẩn bị. Tuyển thủ đầu tiên phía Hưng Hân đứng dậy, Đường Nhu, tướng đánh đầu cho Hưng Hân phải ra là Đường Nhu. Đây là sắp đặt của Diệp Tu và bản thân Đường Nhu cực kỳ bí, bởi vì tuyển thủ đầu tiên xuất chiến ra thế không gì đặc biệt chắc chắn Tôn Tường, một cái kẻ rất mạnh mà dĩ nhiên Đường Nhu vô cùng hứng thú giao thủ. Nhất là theo lời phân tích trước trận của Diệp Tu, tổ hợp Tôn Tường của bạn nhất Diệp Chi Thu trước mắt không ai trong Hưng Hân có thể chính diện chọi lại. Diệp Tu suy tính qua nhiều phương án, cuối cùng là quyết định cho Đường Nhu ra trận lấy cứng chọi cứng. Lá đầu Đường Nhu bùng nổ vượt mức tưởng tượng, giành thắng lợi luôn thì quá tốt. Nếu không thể thì phong cách chiến đấu của Đường Nhu hẳn là kích cho Tôn Tường hai lên hết cỡ. Cho nên người thứ hai ra trận chính là Mạc Phàm. Đấu pháp lặng như là một cái dấu nặng thế này là siêu kiên nhẫn của Mạc Phàm, khiến Tôn Tường không cách nào phát tác được nguồn năng lượng mãnh liệt mà tích trữ trong trận trước, khiến nó chuyển thành bực bội kìm nén. Dưới tâm lý này, Tôn Tường dễ lẩy sinh sơ, để Mạc Phàm từ từ giải quyết cậu ta rõ ràng không thích hợp hơn. Ngay sau đó trận thứ hai cũng là hốt không nổi, thì Tôn Tường trận thứ ba Ngụy Sâm xuất chiến, dùng kinh nghiệm lão làng và sự bề bộn quán đối phó Tôn Tường mới vừa lội qua cái ải Masley. Mạc Phàm, Đường Nhu, Mạc Phàm và Ngụy Sâm là tứ tự ba người đầu tiên lên lôi đài Hưng Hân. Đối sắp xếp này hoàn toàn chỉ nhằm vào Tôn Tường. Từ xưa tới nay Tôn Tường chưa hề chiếm được nửa phần thắng với Hưng Hân trên mặt trận chôn,
nhưng điều này không khiến Diệp Tu mảy may dám coi thường trình độ vinh quang cậu ta, thậm chí ngược lại hắn không tiếc đấu ba vọi ba chọi một. Đường Nhu đi về phía phòng thi đấu Hưng Ngân bên tay phải, cùng lúc loa phát thanh nhà thi đấu tuyên bố tên hai tuyển thủ đánh trận lôi đà đầu tiên. Chiến đội Hưng Ngân, Đường Nhu nhân vật pháp sư chiến đấu, Hà Niên Nhu chiến đội gia thế Tiêu Thời Khâm nhân vật kỹ sư máy móc Diệt Sinh Ninh. Tiêu Thời Khâm nghe tích tắc cái tên này, Đường Nhu kinh ngạc dừng bước, ngoảnh đầu nhìn, cô chưa đi được vào gia thế ra rõ. Giữa khu vực ngồi gia thế, người đứng dậy chuẩn bị vào là tuyển thủ đeo kính lịch sự tới cực điểm, Tôn Tường không phải là người đầu tiên chiến. Lúc này nhìn chiến đội Hưng Ngân không chỉ một mình Đường Nhu sửng sốt, mọi người nhìn hàng ghế gia thế, ánh mắt họ khiến Tôn Tường sung sướng quá cỡ. Cậu ta ngồi đó vỗ tay cười hài hả, chỉ vào Hưng Ngân như cái nhìn khỉ vườn thú. Mấy người tưởng người đầu tiên ra trận là tụi hạ bị lừa rồi, à hà hà. Tôn Tường đâu có dễ bỏ cơ hội, lập tức cười lớn. Tiêu Thời Khâm quay đầu qua tuyển thủ Hưng Ngân mà khẽ cười, sau đó là kiên định đi về nhà thi đấu gia thế. Hưng Ngân không hề ôm bất kỳ tâm lý xem thường nào đối với Tôn Tường, giờ xem ra gia thế cũng không đánh giá thấp Hưng Ngân. Sự khiêu khích lộ liễu của Tôn Tường khi nói muốn giành 5 điểm phần đấu cá nhân là cố ý gài hàng, hay là sau khi thằng này thiếu não nói xong chiến đội mới tường kế tựu kế mà điều chỉnh? Hiện tại đoán già đoán non chuyện này đó là không còn ý nghĩa. Chỉ riêng việc Tôn Tường không phải là người đầu tiên xuất chiến thôi, nói rằng là bố trí chiến thuật của Hưng Ngân hoàn toàn thất bại, càng khỏi bàn đến cái việc đối thủ còn đọc ngược kế hoạch của Hưng Ngân mà sắp đặt đối phó. Tiêu Thổi Khâm đấu với Đường Nhu, nhìn thấy tuyển thủ ra trận, Diệp Tu ngửi thấy mùi công kích ở đây. Lấy một cái tuyển thủ có căn cơ chiến thuật cực cao như Tiêu Thời Khâm đối phó với em, quái lao vào đập như Đường Nhu xác thực chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nói đi phải nói lại, một cái tuyển thủ có chỉ số EQ vinh quang cao vun vút như Tiêu Thời Khâm, dù là đối mặt với bất kỳ loại tuyển thủ nào cũng hoàn toàn không thể lép vế. Vậy ra thế để hắn xuất chiến đầu tiên cũng có khả năng là xuất phát từ ý đồ ổn định thế trận. Bố trí chiến trận của mình bất ngờ bị xáo trộn, Diệp Tu không ngừng phân tích tình thế. Danh sách ra trận tuy đã xác nhận nhưng vẫn có thể căn cứ tình thế trước mắt mà hạ chỉ thị cho tuyển thủ. Diệp Tu nhìn Đường Nhu, cô em phát hiện ra người xuất hiện bên gia thế là Tiêu Thời Khâm, lập tức lộ vẻ cực kỳ tiếc nuối. Diệp Tu quá hiểu vẻ mặt của Đường Nhu, thế nhưng bây giờ khiến cho cô cảm thấy vẻ mặt lần nữa là Tiêu Thời Khâm. Nếu người khác nhìn thấy không biết là có cảm tưởng thế nào. Tiêu Thời Khâm đó là tuyển thủ cấp bậc ngôi sao Á, tuy rằng cái danh bậc thầy chiến thuật của hắn vang dội đến mức che lấp một tú chết khác, nhưng nếu nói solo chắc chắn Tôn Tường cũng không dám lớn tiếng rằng mình sẽ thắng. Một cái tuyển thủ đạt đến cấp bậc này, đừng nói Tiêu Thời Khâm, dù là Trương Tân Kiệt cầm mục sư ra trận cũng đánh thành cục diện thế nào chưa biết được đâu.